chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Lời đó đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Hôm nay thì anh em mình săn bắt cũng thất quá cả nhà. Cho nên ốp cái video hơi trễ thì rất được mong được sự thông cảm của cô chú anh chị em gần xa nha. Bữa nay bố anh em mình tới nước đánh lưới. Cho nên hôm nay mình sẽ đi ngâm lưới cá sấu 5 vàng và một vàng lưới gốc nha cô chú anh chị. Giờ mấy anh em đang ở bến để mình đợi nước để mình đi. Hôm nay là mình đánh nước ngầm đúng không? Hôm nay là cái ngày mà đánh chính của anh em mình nè. Ngày ngâm bữa nay anh em mình chắc có thể là ngâm cũng 3-4 tiếng hồ mới kéo không? Ừ. Bây giờ thì anh em mình bắt đầu chạy ra ngay sông để đánh rồi cả nhà. Đầu anh em mình thăm lưới. Bữa nay mình đánh mình ngâm được 3 tiếng rưỡi nha cô chú anh chị. Lâu quá không gặp Hugo à. Ừ. 6-7 tháng rồi dính cái sủ bự. Trời ơi. Chà, đây đây. Hugo lú đầu lên này. Quá dữ. Tụp càng. Càng này có trứng thì nên thả ngay cả nhà. Trứng thì thả đi. Trọng anh kéo được con vàng này. Không biết dính gì không. Đang chạy qua. Vẫn còn con vàng nữa. Còn cái vàng mà. Ừ. Còn hai vàng nữa chứ. Ảnh tới ba vàng quên. Làm khá gì mày con lo này không lo nghệ. Hôm nay nước đổ sớm chầm ha. Hôm nay nước chỉ kỳ không có nước sát nè. Hôm nay không nước không có rút bãi gì chân. Ừ, khó làm ăn chết luôn. Đi mò đi bắt gì dưới sông cũng khó nữa. Quay quay cái là ương, quay quay là ương. Quay qua quay lại ương, quay qua quay lại ương. Đi mò đi được một bữa hai bữa quay lại. Mình cũng hết mùa cá ngát rồi nha cả nhà. Hẹn cả nhà năm sau mới có những cái trận đi bắt cá ngát chúng nữa. Bây giờ đi bắt vẫn có nhưng mà nó ít lắm. Tại cái số lượng cá ngát nước ngọt nó ít lắm. Năm sau không biết có giống năm nay không á. Ừ, cũng chưa biết nó cá mà xong mà năm sau biết không mặn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Thử rồi dính Hugo không à. Trong quá. Mấy con? Ba con hả? Ngon vậy ta? Không. Hai cái được cái vậy? Hơi đã vậy. Hả? Hai cái được. Còn cái hả? Hai tôm càng. Hai tôm càng nữa hả? Trời vậy? Im vậy? Cầm bóp hả? Ủa, cái đấy không? Cái được chín không? Vô khung được con hả? Ờ.
tụi con cũng 200 mấy rồi, như này cũng 300 ngàn rồi. 2 vàng nữa mà. Rồi đi kéo đi. Giờ anh Trọng anh sẽ tiếp tục đi kéo lưới của anh. Anh kéo bên đây, tiếp tục kéo lưới của mình. Ừ, vàng mà ba con cũng ngon rồi đó. Còn 2 vàng nữa mà. Ê, con cái vậy? Có mẹ. Họ biết có mẹ rồi. Ừ, có mẹ. Trời ơi. Cho bá luôn. Dính tôi chút xíu à. Nè. Dính cái gai trên đó hả? Ồ, ồ, quá trời, ồ, ồ, ồ. Ký máy á mà. Không có mẹ nào cỡ ký máy kìa ơi. Ờ, à, Nhí ơi. Dẹo luôn đi. Bài bài okay. Đưa lên anh Trọng. Ghê vậy sao thì lấy con dây đó. Dẹo đi. Quá trời đã cả nhà ơi. Không là nước đổ về. Ôi, người nước đổ về. Hugo cá mè. Hugo. Mày năm nay lưới mình giấy đứa thả cái nha mè của mình mà đã cái nó dành đó. Để năm nay chi xuống mấy bánh phà trúng cái nó coi. Ừ. Nó có khúc rồi kìa. Mập kìa. Ở dưới đó con gì vậy? Không. Chặt lấy con dây này. Nè, dèo nó lại. Được rồi, còn phải còn cái gai. Còn cái gai nó, gai trên của nó nữa nha. Dèo cho nó sống. Con lạc con xài ha. Con xài nha, con xài không? Con xài không? Xài gì mới được? Xài ốp cũng được. Xài lón hả? Xài chú á. Chú á, ở chú mình còn ừ. Còn xài nón nữa kìa. Ừ. Vậy mình bầm xài nó liền chứ. Ừ, con cá này quá quá cỡ thơ mọc rồi. Gai gai ngược nè. Cá gai ngược mình dèo mà mình buộc trên cái gai trên sống lưng của nó. Rồi. Lụm. Giống như đây nhé. Dạy con vậy đó cái. Rồi Hugo. Cá mè mình cũng Hugo ha. Hugo nữa. Cá mà xong này nó béo hơn cá trong kinh của hổng à. Béo hơn gì. Giòn cá nó trắng mà nó ngon nữa. Ừ. Trọng dính ba con cũng mừng cho anh rồi. Bữa nay thì cá bông lau thì lay gai thôi. Chắc không phải câu không? Không. Tới công chuyện rồi. Lên luôn anh Trọng ơi. Bây giờ nó dính nhiều quá mình gỡ hết nổi rồi. Ruộng luôn. Đem về nhà gỡ. Để mình gỡ hồi càng gỡ mấy cái lưới trong nó càng dính nhiều. Trời ơi. Bọc cũng tốt tốt không nè. Cá không dính đâu. Vô đây như đỡ rồi quê. Hết rồi nè. Hết rồi. Dính cái khúc đó hả? Hết rồi. Vô đây dính cá lại chứ dính bọc rồi sao? Ê, cá sủ. Trời ơi, lên luôn đi. Vậy chứ sao anh? Vô đây sạch nước đừng dính cá rồi chứ dính bọc hoài chết à. Ừ, xí á. Cái gì nhé. Thải rồi. Rồi năm nay nó đổi chiều nữa kìa ơi. Cái điểm này hồi đó tới giờ anh em chưa dính con cá cái nào. Dính cá đực không ạ? Dính cá đực không ạ? Anh hãy đặt nó là dính cá đực. Năm nay thì mình dính cá cái nữa. Sống, con sống. Sống hả? Sống. Con này không được 2 kg. Có thu hoạch hai con rồi. Có thu hoạch. Phải thu hoạch chứ em để bù lại cái đống này. Em nói rồi, vô đây dính cá rồi. Dính mọc ngoài xỉu rồi.
thôi, thì mình cái này đã ẩm ổn đi, với bọc không cũng sao, có cây là được rồi. Đỡ được cái bọc bự này ra, cái này kéo được mũi xuồng luôn. Đừng bọc cho mũi xuồng này nó trúng rồi nữa. Ủa, cái đông rồi đó. Đây. Đây con thơ này, này con thơ là chỉ bỏ cái út nữa nè. Ừ. Quá giờ tiếp tục buồn nữa. Dính cái này sao mà gỡ. Gỡ càng gỡ nó càng dính á. Đầu trong nó dính lại nhiều hơn. Ruộng luôn. Cá sổ. Ý. Được hết cái. Cái nhỏ. Hai con. Gỡ lên nhầm. Câu còn sống luôn nhanh ơi. Sống rồi hả? Cái hay được anh chậm. Đậu dây tính. Đầu mùa cá chưa được bự nha cô chú anh chị. Đây là cá sủ anh em mình chỉ đón đầu mùa thôi. Tháng 6 tháng 7 cho lên á. Cá nó mới bự chứ. Đây đầu mùa rồi. Con này có 700-800 gram. Tiếp tục kéo bọc. Bọc mà bọc là cá đó. Hết ít rồi. Thấm một xuồng luôn. Một xuồng luôn rồi. Thiệt chứ. Chạy cho con nước, bữa nay ngộ trời. Nước này đó nó đâu xuống vậy vậy. Trời ơi. Em nói xuống anh còn nói lên. Không mà trong bờ nó xuống đó. Trong nó xuống trước. Nha, cái dạng nước nhỏ của mình hơi mệt đó. Dạng nước có ốc phê. Phê. Hồi nãy quýnh ở trên đây nè, nãy giờ đi xuống tuốt cái dưới này nè. Wow. Phải cá sủ mà dính cái này ha. Dự nha. Lâu lắm rồi mình không có trúng độc nè. Mấy tới chuyện rồi đó. Ôi là trời, nó kìa. Nó cuộn cuộn nghe ông ơi. Quá trời ơi. Rồi xong. Hết lưới hả? Hết lưới. Kéo tới hết lưới không biết luôn. Giờ mình tiếp tục mình xuống dưới đây mình kéo dàn lưới cá sủ. Ý à, dàn lưới cá út chứ. Bữa nay có út bự không nè. Ừ, bỏ đây. Yeah. Trời ơi. Có lý, có lý. Không biết ngoài sao chứ giờ có lý lắm rồi nha. Ơi tại vì lưới đi mới dính rồi quên. Lưới chỉ chỗ đâu dính đâu. Trời ơi. Bỏ đại đi, kéo theo cái mặt kia đi. Ừ. Sao dính trên đầu không vậy? Dính nhìn đồi không à? Trời ơi. Bữa nay cá bự nha. Được cái đầu có một chút rồi đó. Đó. Mất tiêu nữa rồi.
dính hết rồi. Mới vô làm xong lắm, con bữa nay cũng thắt có 2 kg à, trên 2 kg à, trời lên cận như này anh em chạy vô ghê thấm quá, không anh chồng được con này không được 3 kg, 2 cái sủ con có phèn 2 cái sủ à? Ừ không được, 2 cái sủ có 2,5 kg hả? Được, cũng được, cá út bữa nay bự bự. Bữa nay ngon. Con còn cá mè nè, dính trọng dính nãy được con cá cóc. Quá trời cá cóc rồi. Chà bá. Ừ. Cá cóc này dựng trên xuống. Cá cóc này cá cóc trắng. Không phải cóc vàng. Cá cóc thì có 2 loại, còn cóc trắng, con cóc vàng. Có cóc trắng nó dài đòn hơn cóc vàng. Ừ. Cá cóc vàng nó ngon. Cá cóc trắng ăn ngon bằng cá cóc kia vàng. Ừ. Con cá mè này cỡ 1 kg ngoài. Dìu 2 con gì bến. Mập. Lỗ 1 tấc 3 dính cả mẹ con cũng khủng khủng vậy nè. Để xuống nha. Tả tay gì đâu. Nó ú nó mềm mập luôn á trời. Cái cá này chắc lưới thả mình dính không nổi đâu. Lưới thả chắc chỗ. Lưới chính thân á. Ừ đúng rồi, lưới chính thân chỗ. Cá bự quá. Giờ thì tiếp tục xử lý đóng lưới này. Quá trời cái đóng mà. Vừa gỡ cái út rồi mình chảy tấm bạc đó mình phao lên gỡ bọc. Sáng mình đi quét. Ừ. Làm tiếp tiếp. Út cỡ 2 kg à. Cỡ 2 kg. Giờ mình xử lý cái đống này nè. Xử lý để tối không kẹp nguyên tấm lưới kia nên nó bị dính. Ừ. Dính bọc. Chút xíu là bự tối đó. Luôn. Cái gì quay quay màu lắm á. Mấy rồi? 5 giờ rồi. Cái gì không có đâu, mình thấy vậy thời gian chứ mình làm nó mau lắm nha. Ừ. Vậy đó mình ở không mình đi vòng vòng vậy mà nó lâu. Quay lâu à, mình vô mình mặn cái gì đi nữa là thời gian nó mau. Lấy cái sủ dễ gỡ hàng lưới này nha. Ừ. Này vô túi rồi nó khó gỡ quá bọc quá hả. Ừ. Không gỡ được con rồi còn à, con nằm phía dưới nằm dưới tại vì lưới này nó 3 màng mà. Ừ. Lọt vô cái túi nó xe. Ừ. Giờ vô cân thành quả 2 ghe nha cả nhà, coi được nhiều rồi, được mấy con cá cái nữa. À, anh em mình coi như xử lý đóng lưới này để mời sáng mình đi sớm. Ngày tạm thời cũng có món ăn này, rất là mong cô chú anh chị thông cảm cho anh em mình nha. Đây hôm nay bị quá chết. Quá hốp. Lâu lâu cái bị lần. Lâu lâu cái trúng bọc một bữa. Nhớ là mình không đổ xuống là chuẩn bị mình cũng có lụm này hoài nè. Bọc hả? Ừ, lụm cái này hoài nè. Thôi, lụm cá. Thôi, lụm cá sủ được một tí rồi. 4 em à? 4 em. 5,3 kg. 4 em này 5 kg 3. 500 mấy. Phải 600 mấy, 700. Ừ. Tại có con cá được dính. Ừ, con cá được dính. Ừ, giờ bóp bóp. Vô bọc đi, mình cân cá cóc thử coi. Cá cóc hả? Ừ. Cá cóc ký 8 à. Hả? Cóc chắc ký 8 không được 2 kg quá. Cái cóc ký 8 bán ký nhiêu? 150 hả? Ký 7 50. Ký 7 50. Ký 150 là con này cũng 200 mấy nữa hả? Mấy. Ôi bữa nay anh Trọng cũng gần 1 triệu rồi. Ừ. Tính luôn cái thao này luôn rồi nhé. Cân của mình là bữa nay 2 ghe cũng gần 1 triệu không? 2 ghe hơn. Hơn 1 triệu hả? Cá mè này em như đây ký mốt 50. Ký mốt 50. 101 nữa hả? Cá này hơn cá đó là... Lấy cá mè ngay nhé để tính tiền cá sủ. Mà cá mè cá sủ nó cũng giá nha hả? 2,3 kg 50. 7. Ủa 2 kg 7. 2 kg 8. 2 kg 8 yếu. 2 kg 8 giá.
250. Là 280 nè. Cả con này 101 nữa. Rồi, 390. Tại vì có mẹ với cái sủ này giá phải không? Ký 100. 400. Mình nên được 400, mình nên trọng được một này được của anh được 800 mấy đó. 800 mấy hả? Ừ. Ngon vậy. 2 mấy. Ờ vậy là hai bên mình cũng được 1.2 rồi. Muối đi. Để bán lấy tiền chi phí xăng dầu này nọ nữa. Cá đầu mùa mà. Nay thì mấy anh em mình sẽ bán cái số cá này nha cả nhà. Để chi phí xăng dầu rồi sinh hoạt trong gia đình đó. Rất là mong cô chú anh chị thông cảm là bữa nay mình tạm thời không có món ăn nha. Anh em mình xin dừng video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye.